vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 29 tháng 6 tại ấp An Hiệp, xã Long An, huyện Long Hồ, mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã làm 11 căn nhà bị tốc mái, trong đó có nhiều căn nhà kiên cố, rất may không thiệt hại gì người. Ngay sau khi xảy ra sự việc, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ huyện Long Hồ và xã Long An đã đến khảo sát, lập danh sách các hộ có nhà bị tốc mái, bố trí chỗ ở tạm thời cho các hộ dân. Lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ, đoàn viên, thanh niên, mặt trận của xã cũng đã đến hỗ trợ các gia đình.